các nhà hoạt động Nhật Bản câu cá trong vùng biển tranh chấp tin từ Ishigaki. Khoảng 20 nhà hoạt động Nhật Bản đang đánh bắt cá trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp với Trung Quốc vào ngày hôm nay, trong khi các tàu hải giám Trung Quốc tránh xa khu vực họ thường xuyên tuần tra. Khu vực này đang chứng kiến một trò đuổi bắt mèo và chuột ngày càng nguy hiểm giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á với máy bay chiến đấu và tàu tuần tra đối mặt. Tuần trước, thì tàu hải giám của Trung Quốc đã đi vào và ở lại hơn 24 giờ trong khu vực mà Nhật Bản xem là lãnh hải của họ. Nhóm chủ nghĩa dân tộc Ganbei Nippon thường xuyên tổ chức các chuyến đánh bắt cá trong khu vực để cho thấy là Nhật Bản đang sở hữu và sử dụng vùng biển tranh chấp này. Trong những chuyến đi trước, thì nhóm này đã thấy tàu hải giám Trung Quốc đi cách các tàu đánh cá của họ chỉ vài mét. Trong tháng 8 năm 2012, các thành viên của nhóm dân tộc Ganbei Nippon đã đi lên các đảo nhỏ được gọi là Senkaku ở Nhật Bản và Điếu Ngư ở Trung Quốc. Vùng biển xung quanh các hòn đảo nằm cách đảo Ishigaki, phía nam của Nhật Bản khoảng 170 km, là khu vực có nhiều thủy sản và có tiềm năng rất lớn về dầu và khí đốt. Các tàu Nhật Bản được phép đi đến vùng biển xung quanh, nhưng chính phủ Nhật Bản thường cấm không cho lên đảo. Nhóm Ganbei Nippon không chính thức liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào, nhưng các thành viên của nhóm đã tổ chức các cuộc biểu tình để hỗ trợ cho ông Abe và đã kéo một đám đông mang theo cờ Nhật Bản và biểu ngữ đến thăm đền Yasukuni.